vị thân mến, chúng ta lại cùng gặp lại nhau trên kênh Thời sự Nhanh. Và trong vòng 24 giờ qua, đã có những thông tin nổi bật nào? Đâu đang là những thông tin thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận? Ngay bây giờ chúng tôi sẽ cùng truyền tải tới quý vị. Mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin chi tiết. Cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Senco 1 bị cáo buộc gây thiệt hại 239 tỷ đồng. Quý vị và các bạn thân mến, theo cáo buộc, quá trình cổ phần hóa sàn cựu lãnh đạo Senco 1 đã có nhiều sai phạm, gây thiệt hại tài sản nhà nước số tiền lớn. Ngày 6 tháng 6, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa cựu Tổng Giám đốc Senco 1 Cấn Hồng Lai ra xét xử tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí. Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1, Công ty Cổ phần Senco 1 nói trên, còn có 6 bị cáo khác cũng bị truy tố cùng tội danh. Các bị cáo gồm Phạm Dũng, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Senco 1, Nguyễn Ngọc Tuyến, cựu Kiểm toán viên Công ty Kiểm toán ING, Phó Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán và Định giá Echo, Lê Văn Long, cựu Kế toán trưởng Senco 1, Nguyễn Thị Bích Hạnh, cựu Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán Senco 1, Lê Văn Long, cựu Kế toán trưởng Senco 1, Nguyễn Mạnh Tiến, cựu trưởng phòng kế hoạch thị trường Senco 1, Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó trưởng phòng kiểm toán 3, thẩm định viên công ty kiểm toán IC chi nhánh Hà Nội. Theo cáo buộc, Senco 1 thành lập từ năm 1995, nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Giao thông Vận tải đại diện làm chủ sở hữu. Năm 2013, Bộ Giao thông Vận tải có quyết định phê duyệt danh sách doanh nghiệp thuộc Bộ thực hiện cổ phần hóa, trong đó có Senco 1. Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp này do ông Phạm Dũng làm trưởng ban, ông Cấn Hồng Lai làm phó. Quá trình cổ phần hóa, dàn cựu lãnh đạo Senco 1 đã có nhiều sai phạm gây thiệt hại tài sản nhà nước số tiền lớn. Cụ thể, để xử lý tài chính trước khi cổ phần hóa, với mục đích Senco 1 không còn các khoản nợ xấu, ông Dũng và Lai cùng các thuộc cấp đã thống nhất cùng nhau xử lý các khoản nợ phải thu trái quy định pháp luật. Ông Lai đã chủ trì cuộc họp để xử lý khoản nợ hơn 364 tỷ đồng phải thu của 50 công ty, nhưng sau đó đã cùng các thuộc cấp quyết định xóa gần 185 tỷ đồng trong số nợ trên vì xác định đó là khoản nợ khó thu hồi. Sau khi chuyển thành công cổ phần, Senco 1 tiếp tục thu hồi được 65 tỷ đồng tiền nợ của 6 công ty trực thuộc trước đây, nhưng không đề xuất bàn giao cho nhà nước mà chỉ đạo chi các hoạt động khác. Cơ quan điều tra đã có văn bản yêu cầu Senco 1 nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Vẫn theo truy tố Senco 1, khi cổ phần hóa đã không xác định giá trị quyền sử dụng 4 khu đất vào giá trị doanh nghiệp, khu đất 422m² tại số 135 Nguyễn Văn Đậu, thành phố Hồ Chí Minh, 916m² tại thành phố Tân An, Long An, 16.706m² tại Châu Thành, Tiền Giang và 852m² tại thành phố Pleiku, Gia Lai. Theo quy định, khi doanh nghiệp cổ phần hóa, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ có ý kiến chính thức để làm căn cứ xác định giá trị đất. Tuy nhiên, nhóm lãnh đạo Senco 1 và các bị cáo thuộc công ty ING đã xác định 4 khu đất trên là tài sản cố định vô hình với tổng giá trị 12,6 tỷ đồng. Trong khi đó, Hội đồng định giá tài sản tố tụng hình sự tại 4 tỉnh thành nói trên xác định, năm 2013, tổng giá trị 4 khu đất của Senco 1 là hơn 67,4 tỷ đồng. Do vậy, cáo buộc cho rằng hành vi của các bị cáo gây thiệt hại cho nhà nước hơn 54,7 tỷ đồng. Như vậy, trong việc xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa Senco 1, hành vi phạm tội của các bị can Phạm Dũng và Cấn Hồng Lai gây ra tổng thiệt hại cho nhà nước hơn 239 tỷ đồng. Hành vi phạm tội của các bị cáo Long, Tiến, Hạnh, Anh Tuấn, Tuyển thực hiện hành vi phạm tội với vai trò giúp sức.